Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Kính thưa quý vị khán giả, sáng sớm hôm qua, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã xảy ra sạt lở đất đá. Tính đến 19 giờ ngày hôm qua, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, với 7 người chết, 24 người mất tích, 6 người bị thương, trong đó 3 người bị thương rất nặng và một lính cứu hỏa hy sinh trong cứu nạn. Làm thế nào để phòng ngừa và ứng phó với các tai biến địa chất như sạt lở đất và các dòng chảy đá vụn trong mùa mưa là câu hỏi được tìm kiếm trên Weibo và Baidu nhiều nhất trong những ngày qua. Theo bản tin của CCTV, phóng viên được biết từ văn phòng thông tin của chính quyền tỉnh A Ba rằng tính đến 19 giờ ngày hôm qua, thảm họa đã khiến 17 thị trấn ở tỉnh A Ba bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau với 7 người chết, 24 người mất tích và 6 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa đã khiến hơn 49.000 du khách bị mắc kẹt. Hiện hơn 36.000 du khách đã được chuyển đi đến nơi an toàn, hơn 13.000 du khách đang chờ được chuyển đi an toàn. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, tại nhiều nơi ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba đã xảy ra lở đất khiến nhiều tuyến đường, liên lạc, điện bị gián đoạn. Cảnh sát an ninh công cộng A Ba túc trực nỗ lực hết sức để đảm bảo các kênh cứu hộ khẩn cấp. Lúc 2 giờ 21 phút, lữ đoàn Vân Xuyên thuộc biệt đội A Ba nhận được tin báo từ quần chúng nói rằng lũ quét đã xảy ra ở thị trấn San Giang, thị trấn Geng Da và những nơi khác ở Vân Xuyên và một số người đã bị mắc kẹt. Lữ đoàn Vân Xuyên đã cử đội chuyên trách thị trấn Jingshu, đội chuyên trách thị trấn Shumo và phi đội Vân Xuyên đến giải cứu. Vào sáng ngày hôm qua, các phương tiện truyền thông được biết từ quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ Tứ Xuyên rằng hai nhân viên cứu hỏa toàn thời gian tham gia cứu hộ khẩn cấp đã mất liên lạc trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Hiện tại, hai nhân viên cứu hỏa đã xác định được tình hình của anh ấy đã an toàn và ổn định. Hiện tại, quân đoàn cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Tứ Xuyên đã triển khai một kế hoạch cứu hộ xuyên khu vực. Sở chỉ huy toàn quân của quân đoàn, đơn vị hỗ trợ liên lạc khẩn cấp, lực lượng tiếp viện của biệt đội A Ba và các đơn vị cứu hộ đường thủy của Thành Đô và Minyang Detachment đã nhanh chóng đến hiện trường. Bắt đầu từ tối ngày hôm trước đó, Tứ Xuyên xảy ra một đợt mưa lớn mới khiến nhiều nơi đã xảy ra thiên tai. Sáng sớm ngày hôm qua, dưới ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, nhiều đoạn đường ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, huyện Ly, huyện Mao, huyện Gông Phan và huyện U Long bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Cũng trong sáng cùng ngày, hai công nhân của nhà máy xử lý nước thải U Long số 1 ở Tứ Xuyên đã bị mắc kẹt do lũ quét vì mưa liên tục. Lực lượng cứu hỏa khẩn trương đến hiện trường để tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Đến 6 giờ 40 phút, một người mắc kẹt đã được giải cứu, người còn lại mắc kẹt bị lũ cuốn trôi do không đủ thể lực. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm cứu nạn. Sáng qua, lượng mưa lớn khiến các tuyến đường từ huyện Vân Xuyên đến Thành Đô và Ly Xian bị gián đoạn. Đường xá và thông tin liên lạc ở thị trấn San Giang, thị trấn Sumo, thị trấn Geng Da, thị trấn Ginko và các nơi khác bị gián đoạn, khiến không thể đi được, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Đêm hôm trước đó, mưa lớn đổ xuống huyện Lộc Sơn, thành phố Gia An, tỉnh Tứ Xuyên khiến nhiều tuyến đường bị gián đoạn. Theo đội cảnh sát giao thông thuộc văn phòng công an thành phố Gia An, đường Dan Yan Giang, đường Lu Xiang, thị trấn Dan Chu, khu du lịch thác Hồ San thuộc thị trấn Dan Chuan và đường Kiêng Lu, đường Waterbay thuộc quận Thái Bình, đường Waterbay đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và mặt đường bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, theo văn phòng công an huyện Lu Xiang, tình trạng ngập úng ở làng Hensi, huyện Kingren rất nghiêm trọng. Hiện công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua, lượng mưa lớn ở huyện Vân Xuyên, tỉnh A Ba, tỉnh Tứ Xuyên đã gây ra thảm họa lốc xoáy núi và dòng chảy mảnh vỡ ở nhiều thị trấn và làng mạc. Đường xá, điện và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị thương vong. Sau khi nhận được báo cáo, Bí thư Đảng ủy lãnh đạo Cục Quản lý Khẩn cấp Hoàng Minh đã lập tức đến trung tâm chỉ huy để chỉ đạo, điều động và triển khai công tác ứng cứu khẩn cấp. Các đồng chí phụ trách Sở Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên và đội cứu hỏa được kết nối bằng video và quan tòa huyện Vân Xuyên được liên lạc qua điện thoại để nắm được tình hình liên quan. Một nhóm công tác bao gồm các nhân viên và chuyên gia về kiểm soát lũ lụt, địa chất, cứu hộ và cứu trợ thiên tai đã được điều động đến khu vực thiên tai để hỗ trợ
trợ và hướng dẫn cứu hộ. Sau thảm họa, Ban Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên lần đầu tiên cử tỉnh A Ba và huyện Vân Xuyên phân tích, phán đoán tình hình thiên tai, triển khai ứng phó cấp độ 3. Điều động trực thăng đến khảo sát tình hình thiên tai, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành cứu hộ trên không cho những người bị mắc kẹt trên đảo bị cô lập. Một nhóm công tác do 3 lãnh đạo sở dẫn đầu đã được điều động đến khu vực thảm họa Vân Xuyên để hướng dẫn cứu hộ khẩn cấp địa phương. Đồng thời, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên đã khẩn trương huy động đội cứu hỏa tỉnh và Cục Quản lý Thông tin Liên lạc tỉnh, cử tổng cộng 9 thuyền cứu hộ, 29 phương tiện thông tin liên lạc cứu hộ và 115 nhân viên cứu hộ và kỹ thuật đến khu vực thiên tai. Vào lúc 9 giờ ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 4. Đợt đầu tiên của lực lượng cứu hộ bao gồm Sở Chỉ huy Quân đội Cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên, đội Thành Đô, đội A3 và đội Minh Giang, tổng cộng 28 xe, 115 người và 2 con chó đã nhanh chóng đến hiện trường. Ngoài ra, nhóm lực lượng cứu hộ thứ hai bao gồm các đội Thành Đô, Tân Giang, Lạc Sơn, Sunni, Yan và Yi Giang và nhóm lực lượng cứu hộ thứ ba từ các đội Wangan, Nanchong, Yibin và Meishan, tổng cộng 72 phương tiện, 388 người và 8 con chó chở dụng cụ phá rỡ, xuồng phụ trách, xuồng cao su, thiết bị cứu hộ vật lũ đã được lắp ráp sẵn sàng. Đồng thời, lực lượng cứu hộ cứu hỏa tỉnh Tứ Xuyên đã phối hợp thông tin liên lạc địa phương, điều hướng máy bay không người lái, máy móc lớn và các doanh nghiệp khác cùng với lực lượng cứu hộ xã hội với tổng số 81 người và 33 phương tiện mang thiết bị để thực hiện cứu hộ. Quận Vân Xuyên đã chuyển thành công hơn 30.000 người. Tính đến 15 giờ ngày hôm qua, huyện Vân Xuyên đã chuyển thành công trước hơn 30.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khách du lịch, bao gồm hơn 13.000 người ở thị trấn San Giang, hơn 6.000 người ở thị trấn Suy Mô và hơn 10.000 người ở phần phía bắc của quận. Hiện tại ước tính sơ bộ hơn 13.000 khách du lịch, không bao gồm ở U Long và Jenda trong quận vẫn đang được tiến hành cứu hộ. Cảnh báo bão màu xanh lam. Đài quan sát khí tượng Tứ Xuyên tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh vào lúc 15:45 ngày hôm qua. Dự báo từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay ở phía tây khu vực phía tây có mưa dông hoặc mưa rào trên toàn lưu vực bao gồm Gia An, Tây Nam Chiêng Đu, Tây Meishan, Bắc Lạc Sơn và A Ba. Có mưa lớn, lượng mưa từ 80 đến 100 mm trong khu vực Xuân Ninh ở Chu và mưa lớn với lượng mưa từ 140 đến 200 mm ở một số nơi khác. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn chế ở Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo màu vàng đối với thảm họa lũ lụt trên núi lúc 17 giờ ngày hôm qua. Từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, Chai Khoan, Bao Sinh, Yên Ninh, Lushan, Vân Xuyên, Evian, Dei, Trong Du và các quận thành phố khác có nhiều khả năng xảy ra thảm họa núi lửa hơn. Và Xiaojin, Kangding, Lude, Hanyuan, Yingcheng, Hangja, Yinkuhe, Maiban, Konglai và các quận thành phố khác có thể xảy ra lũ quét. Dòng chảy đá vụn là một dòng nước xoáy đặc biệt mang theo một lượng lớn trầm tích, đá và đá tảng do mưa lớn hoặc băng tuyết tan chảy trên các thung lũng hoặc sườn núi. Những dấu hiệu của một vụ trượt bùn như nước sông bất thường, nếu dòng nước bình thường ở lòng sông, lòng mương đột ngột ngừng hoặc lũ lên đột ngột và có thêm củi, cây cối thì có nghĩa là dòng chảy đá vụn đã hình thành ở thượng lưu dòng sông, lòng mương. Âm thanh bất thường, nếu bạn nghe thấy tiếng sột soạt trên núi nhưng không thể tìm ra nguồn phát ra âm thanh, đó có thể là âm thanh của cát và đá chảy và tràn ra. Và đó là dấu hiệu của một trận lở đất sắp xảy ra. Nếu có tiếng gầm hoặc rung nhẹ trong khe núi hoặc thung lũng sâu, điều đó có nghĩa là một trận lở đất đang hình thành và bạn phải nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Ngọn núi bất thường, trên núi có nhiều dòng nước trắng xóa, mái dốc bị biến dạng, lồi lõm, nứt toác, thậm chí có vật trên dốc nghiêng ngả. Các tình huống bất thường khác, đất khô cằn lâu ngày bắt đầu tích nước, đường xá nứt nẻ, bốt điện thoại công cộng, cây cối, tường rào bị nghiêng đổ đột ngột, mưa không ngớt, mực nước suối hạ xuống nhanh chóng chỉ sau khi mưa tạnh. Nếu gặp phải lở đất, mọi người hãy vứt bỏ ngay các vật nặng và thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Chạy sang hai bên theo hướng dòng chảy mảnh vụn thẳng đứng. Nếu dòng chảy mảnh vụn cuộn từ bắc xuống nam, nó phải chạy theo hướng đông và tây. Nếu bạn đang ở dưới đáy mương, đừng chạy ngược dòng hoặc xuôi dòng theo hướng của con mương, chứ đừng nói là ở trên dốc lõm. Đừng trèo cây để trốn và đừng ở trong những chỗ trũng thấp có lớp đất dày trên sườn dốc hoặc ẩn mình sau những tảng đá lăn và đống gạch vụn.
sau khi mưa tạnh, đừng vội quay lại thung lũng, bạn nên đợi một thời gian. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.